xa vời,
ơi, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ con mới hiểu ngọt ngào lời ru, đời bao lắng lo con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Được tin của chị 250 quy tổng thương tổ, bà con lối xóm nghĩa khách gần xa đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tan biến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là sao rộng, con cháu xin ghi lòng cả đời và xin được cúi đầu đa tạ. Ah.
công nhiệm vụ Vũ Thị Giáp được cử hành hồi 14 giờ chiều nay, mùng 8 tháng 6 năm Kỷ Hợi. Trước giờ công nhiệm vụ, thể theo phong tục tập quán của người Việt Nam, tôi đại diện cho dòng họ làm thủ tục lễ phá tang để con cháu trong gia đình và các thành viên chịu tang của Vũ Thị Giáp thể hiện tình nghĩa, thể hiện lòng thương xót của người còn sống với người đã khuất. Khi con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang, người đeo tang là độ tình ân nghĩa, tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân đức của đời xưa, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ lên linh cữu, đó là khăn tang của những người con cháu ta chưa kịp về chịu tang. Khâm niệm nhật quang với phong tục người Việt Nam ta, đây là giờ phút có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, bởi đây là khoảnh khắc người thân bước sang một thế giới mới xa khác hoàn toàn của vũ trụ thần linh, để rồi một mai khi cốt người thân sẽ hóa về nơi cát bụi hoang sơ. Chính vì vậy mà lúc này ai cũng muốn có mặt để được nhìn dung mạo thân thương của mình lần cuối, để rồi ngày mai, ngày kia mãi mãi chia xa. Vậy còn đâu gặp lại dáng người ngày xưa, quặn đau lòng những tái tê, cảnh sao hoang vắng đường xưa u sầu. Để con chưa nói hết câu giã từ.
con cũng về xin mẹ vào nhận thân thiên xóa
Thank you.
đại biểu công đoàn làm phút tưởng niệm, phút tưởng niệm bắt tổ chức nghĩa tang xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu nội tộc họ Vũ làng Đắc Chúng do ông Vũ Khương làm trưởng đoàn và đặt lễ thắp hương kính viếng hồn cụ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con trong đặt tang, hôm nay được tin cụ Vũ Thị Giáp qua đời, đoàn đại biểu nội tộc họ Vũ làng Đắc Chúng có lễ và vòng hoa và đặt hương kính viếng hồn cụ. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu lên đặt vòng hoa kính viếng hồn cụ. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu thay mặt cho dòng tộc lên đặt lễ thắp hương kính với hồn cụ. Xin trân trọng kính mời. Để tưởng nhớ hương hồn người đã khuất, xin đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Ban tổ chức và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn. Trưởng đoàn và đặt lễ thắp hương kính viếng hồn cụ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cô, các ông, các bà cùng toàn thể bà con trong đoàn tang, hôm nay được tin cụ Vũ Thị Giáp qua đời, nội tộc họ Vũ cảnh 2 chi 4 có lễ vòng hoa đến dâng hương kính viếng hồn cụ. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị lên đặt vòng hoa kính viếng hồn cụ. Xin trân trọng kính mời. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị lên đặt lễ thắp hương kính viếng hồn cụ. Xin trân trọng kính mời.
tưởng nhớ hương hồn người đã khuất, xin đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt ban tổ chức và gia đình xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các đại biểu của ban ngành đoàn thể xã Quốc Tuấn cũng như các đại biểu của thôn Đắc Trung Bắc, thưa gia đình hiếu chủ, đứng trước linh sàng cụ đã quá cố, chúng tôi là đại diện cho hội viên của câu lạc bộ thơ ca xã Quốc Tuấn, nơi mà ông Phạm Đình Dương, con trai của cụ, nơi sinh hoạt và trách nhiệm của chúng tôi. Thưa các quý vị, cụ mất đi là sự mất mát lớn lao của gia đình và họ Mạc nói chung và của ông bà Dương nói riêng. Là những người bạn hữu, chúng tôi cũng thấy bàng hoàng trước sự mất mát của ông bà Dương và rất lấy làm thương xót. Một lần cuối cùng để tỏ lòng thương tiếc cụ, chúng tôi xin phép ban tổ chức lễ tang và gia đình cho phép chúng tôi được thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Lời cuối cùng, chúng tôi xin bày tỏ lòng thương tiếc cụ và xin chúc và xin chia sẻ với gia tộc cũng như với ông bà Dương để tỏ lòng thương tiếc cụ. Một phút tưởng niệm bắt đầu. Chân thành cảm ơn. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa hương hồn mẹ Vũ Thị Dắt kính mến, được tên mẹ qua đời, chúng con hội đồng đội biên phòng năm 1982 cùng với con trai mẹ về đây có vòng hoa tươi, có nén nhang hương để kính viếng hương hồn mẹ và có lời sẻ chia nỗi buồn đau sâu sắc nhất cùng gia quyến. Xin đoàn nhạc tang và đề nghị anh em dành một phút mặc niệm.
phút lặng lẽ bắt đầu. Giới thiệu đoàn đại biểu ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Quốc Tuấn cùng chi hội cựu chiến binh Tuấn Đắc Trung Bắc do ông Phạm Văn Cảm chủ tịch hội làm trưởng đoàn lên dâng hương kính viếng hoàng cụ. Xin trân trọng kính mời. Lễ viếng của hội cựu chiến binh xã Quốc Tuấn. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý khách gần xa của gia đình, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tang quyến. Giữa lúc địa phương xã nhà vừa khẩn trương hoàn thành công việc gieo cấy vụ mùa theo kế hoạch đề ra, xóm làng đang cảnh yên vui thì tin buồn đã đến. Cụ Vũ Thị Rách, sinh năm 1930 tại làng Đắc Chúng, xã Quốc Tuấn, là một thành viên cao niên kính trọng của gia đình họ tộc. Mẹ của đồng chí Phạm Xuân Rương và đồng chí Phạm Văn Tần, hội viên hội cựu chiến binh xã Quốc Tuấn, do tuổi cao bệnh trọng, cụ đã vĩnh biệt trần thế về cõi vĩnh hằng. Đây là một tổn thất lớn lao đối với gia đình. Trong giờ phút đau thương tiễn biệt này, hội cựu chiến binh xã Quốc Tuấn chúng tôi vô cùng thương tiếc vĩnh biệt cụ. Chúng tôi xin chuyển lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu nặng tới gia đình hai đồng chí hội viên và toàn thể gia quyến. Sau đây là nghi lễ viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu đội tiêu binh danh dự của hội lên đặt vòng hoa kính viếng. Xin kính mời. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Văn Thoát, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã, và đồng chí Vũ Văn Thấm, Chi hội Phó Chi hội Cựu Chiến binh thôn Đắc Trung Bắc, đại diện cho đoàn lên dâng hương kính viếng. Xin kính mời. Đoàn dành một phút tưởng niệm, phút tưởng niệm bắt đầu.
thay mặt ban tổ chức và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu gia đình ông Đầu, tổ đốc chúng tôi và đặt lễ thắp hương kính. Kính thưa quý vị đại biểu, lãnh đạo đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức kinh tế của địa phương. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các quý khách gần xa hiện diện trong buổi lễ viếng, thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình ông chủ, cụ Vũ Thị Giác tạ thế là nỗi thương đau vô hạn với con cháu nội ngoại tộc. Hội người cao tuổi xã Quốc Tuấn, chi hội người cao tuổi thôn Bắc Trung Bắc mất đi người viên mẫu hợp. Cụ sinh ra trên quê hương Quốc Tuấn giàu truyền thống cách mạng. Thật là với tập thể thôn đoàn tình nghĩa cùng xóm làng chia sẻ của vui năm cháu con hoàn thành nhiệm vụ. Trong thời gian qua, cụ Lâm bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình, các thầy thuốc và con binh thuốc bên sau, chi hội người cao tuổi thôn Đắc Công Bắc và hội người cao tuổi xã Quốc Tuấn thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên, mong cụ qua cơn bệnh, hiểm nghèo vui với tuổi già cùng cháu con trộm bỏ. Như cụ ơi, tuổi cao bệnh nặng, cụ ra đi con cháu tiếc thương. Hội người cao tuổi xã nhà và chi hội người cao tuổi thôn Đắc Công Bắc cùng toàn thể bà con xóm giềng vô cùng thương cảm. Thật là sầu băm càng gắt càng đầy, ba sư dù là một ngày dài ghê đau lòng, kẻ ở người đi lẻ rơi xuống đá tơ chia. Hôm nay trong buổi lễ viếng trang trọng này, đoàn đại biểu hội người cao tuổi xã nhà thay mặt 1.000 hội viên của hội và đoàn đại biểu chi hội người cao tuổi thôn Đắc Công Bắc thay mặt 100 hội viên của hội xin được sẻ chia nỗi thương đau vô hạn với gia đình thiếu chủ và xin được cầu chúc hương hồn cụ về nơi bồng lai tiên cảnh được siêu tịnh độ. Tiếp theo chương trình lễ viếng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Phiêu, ủy viên thường vụ ban chấp hành hội người cao tuổi xã Quốc Tuấn. Ông Phạm Xuân Cảo, ủy viên ban chấp hành hội người cao tuổi xã Quốc Tuấn, chi hội người cao tuổi, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn Đắc Công Bắc. Và ông Vũ Văn Khoát, thay mặt cán bộ hội viên hội người cao tuổi xã Quốc Tuấn và chi hội người cao tuổi thôn Đắc Công Bắc nhân dân lễ kính viếng hương hồn cụ, xin trân trọng kính mời. Siêu tinh tịnh độ để tưởng nhớ lời giáo huấn của Đức Phật Hiền Đức Mẹ. Thay mặt ban tổ chức và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn.
Kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tang chủ, nhận được tin cụ Vũ Thị Giáp 250 về già, chúng tôi đoàn đại biểu Hội Cựu Công nhân Quốc phòng Lai Châu, xã Quốc Tuấn năm 1978 với con dâu cụ về đây chia sẻ nỗi đau thương mất mát lớn lao này. Xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu nặng nhất. Sau đây là lễ viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho đoàn lên đặt vòng hoa và lễ thắp hương kính viếng. Nhớ hương hồn người đã khuất, xin đoàn một phút mặc niệm. Phút mặc niệm. Kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho các ủy đảng chính quyền địa phương, kính thưa các quý vị đại biểu tân khách, thưa các cô, các ông, các bà cùng toàn thể bà con trong tạp tang hôm nay. Hôm nay được tin cụ Vũ Thị Giáp là hội viên, là xã viên hợp tác xã, cụ đang cư trú tại thôn Bắc Trung Bắc, được tin cụ 250 về già. Đoàn đại biểu cán bộ và nhân dân thôn Bắc Trung Bắc có vòng hoa lễ viếng đến kính viếng hồn cụ. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị nét đặt vòng hoa kính viếng hồn cụ, xin trân trọng kính mời. Chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Xuân Đoài, trưởng thôn, và đặt lễ thắp hương kính viếng hồn cụ. Xin trân trọng kính mời. Để tưởng nhớ hương hồn người đã khuất, xin đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể bà con đạo tăng hôm nay, thưa gia đình lối chủ, hôm nay được tin cụ Vũ Thị Dắt qua đời, đoàn đại biểu chi hội phụ nữ tổ tiết kiệm tình nghĩa xóm chùa thôn Nam Trung Bắc có lễ vào thắp hương kính viếng một cụ. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị lên đặt lễ thắp hương kính viếng một cụ, xin trân trọng kính mời. Hương hồn người đã khuất, xin đàn dành một phút bạc niệm, phút bạc niệm đáp hồi. Xin được chia sẻ nỗi đau buồn mất mát to lớn với họ tộc và gia đình, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát, ổn định cuộc sống, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày thêm giàu và đẹp. Toàn chúng tôi xin phép được tiến hành lễ và viếng cụ. Xin trân trọng giới thiệu một đại biểu lên đặt vòng hoa, một đại biểu lên dâng lễ kính viếng hương hồn người đã khuất. Một lần nữa, và chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau buồn sâu sắc tới gia đình hiếu chủ. Xin cầu chúc các linh hồn của cụ về với tiên tổ yên giấc ngàn thu. Đề nghị các vị đại biểu trong đoàn dành một phút tưởng niệm, phút tưởng niệm.
thân. Thay mặt xin trân trọng kính mời. Thank you.
cháu của cô ngày hôm nay về đất Linh Tràng. Cháu chỉ còn biết trong trời trong gió, nấm mồ xanh ngọn cỏ che chở cho cô từ ngày mai. Nén hương thơm cháu thắp lên lạnh buốt cả tâm hồn. Giờ này cháu về chúc nhà đáng tiền, nhờ lời nhận hiểu tế cô tuần hương rìu. Cô ơi, tổ tiên cách trở ngàn trùng, cô về chúc nhận lòng thành cho cháu hiên về tế cô tuần rìu tuổi tối ngày hôm nay. Giờ hành lễ xin được bắt đầu. Thank you.
Thank you.
đoàn thanh nhạc xin được trịnh trọng cử hành để thay lời giúp các con xin kính tặng mẹ mình trước giờ phút biệt ly. Nơi cõi vĩnh hằng an giấc nghỉ ngàn thu.
và để tiễn biệt cụ trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng, đoàn kim nhạc chúng con xin phép được gỡ lời cho các con là trai dâu gái rể của cụ, xin có mấy lời tiễn biệt cùng dân bản nhạc tri ân kính dâng lên mẹ hiền trước giờ phút chia ly, trước giờ vĩnh biệt mẹ ơi, cho con xin gửi đôi lời tiễn đưa. Mẹ ơi mẹ xin anh em con từ lúc một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi, mẹ nuôi dưỡng anh em con khôn lớn trưởng thành, mẹ lo cho chúng con đủ mọi phần. Vậy mà hôm nay mẹ nỡ vội từ trần quy tiên, để cho anh em con gan héo sầu phiền, vành khăn bưng miệng xót tình mẫu thân, con không khóc nổi thành câu, mẹ đi để lại nỗi sầu chứa chan. Và mẹ hiền kính yêu ơi, không có cuộc chia ly nào không để lại sự nhớ sự thương, nhưng cuộc chia ly lần này là cuộc chia ly giữa hai cõi âm dương cách biệt. Ca khúc lòng mẹ, đoàn kim nhạc xin được trịnh trọng cử hành để tiễn biệt mẹ hiền trước giờ phút biệt ly.
Kính thưa ngương hồn cụ Vũ Thị Thất, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong thôn, trong xã Quốc Tuấn và các xã bạn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân có mặt trong giờ phút đau thương vĩnh biệt này. Trong lúc nhân dân trong thôn, trong xã đang tích cực vệ sinh đồng ruộng, gieo cấy vụ mùa năm 2019, phấn đấu kín diện tích, lập thành tích kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ ngày 27 tháng 7, thì một tin buồn đến với đại gia đình ông Phạm Xuân Rương cùng anh chị em con cháu trong đại gia đình, cùng toàn thể họ nội họ ngoại, nhân dân trong làng, trong xã, với chi hội cựu chiến binh, chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, chi hội người cao tuổi, hội quy chùa Linh Ứng làng Đắc Chúng, nhân dân thôn Đắc Chúng Bắc, cụ Vũ Thị Thất, tên thường gọi cụ Đia, sinh năm 1930 tại xóm Thường Kiệt làng Đắc Chúng, nay là thôn Đắc Chúng Trung, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, chú quán xóm Điện Biên làng Đắc Chúng, nay là thôn Đắc Chúng Bắc, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Cụ do tuổi cao, sức yếu, bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình, con cháu, họ hàng cùng các thầy thuốc, y bác sĩ tận tình chăm sóc thuốc thang, song cụ đã không qua khỏi và về chầu Kim Tổ lúc 10 giờ 25 phút ngày 7 tháng 6 năm Kỷ Hợi. Cụ hưởng thượng thọ 90 tuổi. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho nội ngoại tộc lên thắp hương vĩnh biệt. Cụ xin trân trọng kính mời. Làm tiếp chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Hoàn, trưởng ban công tác mặt trận cùng dân cư thôn Đắc Trung Bắc, thay mặt cho cán bộ và nhân dân trong thôn lên thắp hương vĩnh biệt hương hồn cụ. Xin trân trọng kính mời. Ban tang lễ, tôi tuyên bố lễ truy điệu cụ bắt đầu. Kính thưa các quý vị, đến dự lễ truy điệu cụ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu đại diện cho các ủy đảng, chính quyền, chi hội cựu chiến binh, chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, chi hội người cao tuổi, đoàn thanh niên, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong thôn Đắc Trung Bắc, xã Quốc Tuấn, cùng toàn thể họ nội, họ ngoại, các gia đình thông gia, liên gia, quý nhân thân khách, bạn bè thân bằng cố hữu của gia đình, con cháu cụ cũng như nhân dân trong làng, trong xã và các xã bạn, huyện bạn, tỉnh bạn. Thay mặt cho ban tang lễ và gia đình hiếu chủ, chúng tôi xin thành cảm ơn tấm lòng và sự hiện diện của các quý vị. Kính thưa các quý vị, cụ Vũ Thị Thất mất đi là một mất mát lớn lao đối với đại gia đình, họ hàng, anh chị em, con cháu. Cụ mất đi một người mẹ, người bà, người cụ rất đối thân thương, yêu quý. Chi hội nhân dân
chi hội người cao tuổi thôn Đắc Chúng Bắc, hội quân chùa Linh Ứng làng Đắc Chúng, nhân dân thôn Đắc Chúng Bắc mất đi một người hội viên, người xã viên hiền lành, giản dị, tích cực, chịu khó, siêng năng. Được tin của qua đời, những người hội viên cùng toàn thể nhân dân, họ hàng, khu xóm, trong làng, ngoài xã, ai cũng chạy lòng, nhớ thương vô hạn. Thay mặt cho tất cả các quý vị có mặt hôm nay, tôi xin chân thành gửi tới gia đình hiếu chủ lời chia buồn sâu nặng nhất. Kính mong gia đình bảo trọng sức khỏe, biến nỗi đau thương mất mát này tích cực công tác, tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh thịnh vượng. Kính thưa các quý vị, được tin của qua đời, lãnh đạo đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể trong thôn, trong xã, họ nội, họ ngoài, các gia đình thông gia, liên gia, nhân dân trong làng, trong xã và các xã bàn, huyện bàn, tỉnh bàn như xã Trà Giang, xã Hồng Thái, xã Thanh Tân, xã Bình Nguyên, xã Phú Tây, xã An Bình, xã Minh Tân, huyện Kiến Sương, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, thị trấn Hưng Hà, xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, xã Phú Lạc, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hải Phòng, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng đã tới dâng hương cụ và chia buồn cùng với gia đình hiếu chủ. Kính thưa các quý vị, sau đây tôi xin tóm tắt đôi điều tiểu sử của cụ. Cụ Vũ Thị Dắt, tên thường gọi cụ Đe, sinh năm 1930 tại xóm Thường Kiệt, làng Đắc Chúng, nay là thôn Đắc Phúc Trung, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Chú quán xóm Điện Biên, làng Đắc Chúng, nay là thôn Đắc Chúng Bắc, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Cụ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân Việt Nam nghèo, sống dưới chế độ đế quốc phong kiến. Gia đình cụ cũng như bao gia đình nông dân Việt Nam khác phải sống trong cảnh ở đò làm thuê bốc mướn để kiếm sống. Cuộc sống thực sự vất vả, khó khăn, đói rét, siêu cao, thế nặng. Sinh ra và lớn lên dưới chế độ áp bức bóc lột của bọn đế quốc thực dân phong kiến, cụ sớm giác ngộ cách mạng. Cụ tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương như rào làng chiến đấu, hú gạo kháng chiến, dân quân du kích vận chuyển lương thực thực phẩm để dân quân du kích bộ đội đánh đuổi đế quốc thực dân phong kiến và bè lũ tay sai bán nước để giải phóng dân tộc, hòa bình lập lại trên miền Bắc. Gia đình cụ cũng như bao gia đình nông dân Việt Nam khác được sống trong cảnh hòa bình, được hưởng hạnh phúc của người cày có ruộng. Nhưng một nửa đất nước thân yêu còn phải sống dưới gót giày đinh cách thống trị của bọn đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước. Gia đình cụ đã tích cực tham gia các phong trào của địa phương, tăng gia sản xuất, làm ra của cải, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến đánh đuổi bọn đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước. Đồng thời, cụ đã động viên người con trai thứ hai của cụ là ông Phạm Xuân Lương lên đường nhập ngũ vào quân đội năm 1972. Trong quân đội, ông đã phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đến năm 1982, do sức khỏe, ông bị yếu, quân đội cho ông về phục viên và hưởng chế độ bệnh binh. Sau khi đất nước thống nhất, Giang Sơn thu về một mối, bọn Pol Pot lại lăm le xâm lược biên giới Tây Nam, hòng thôn tính
cai trị và hủy diệt dân tộc Việt Nam ở biên giới phía Bắc, bọn bành trướng phương Bắc đòi bá chủ toàn cầu và cai trị thôn tính dân tộc Việt Nam. Cụ tiếp tục động viên người con trai thứ ba lên đường nhập ngũ vào quân đội bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc. Các quan của cụ đã phát huy truyền thống cách mạng gia đình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và mà quân đội cũng như nhân dân giao cho ở mọi lúc, mọi nơi. Nay đã trở về địa phương xây dựng kinh tế gia đình. Kính thưa các quý vị, trong các cuộc kháng chiến dân tộc, đánh đuổi các đế quốc thực dân phong kiến và bè lũ tay sai bán nước, gia đình cụ đã tích cực tham gia các phong trào của địa phương như hợp tác xã, đóng góp sức người sức của như hú gạo kháng chiến, rào làng chiến đấu, dân quân du kích, bộ đội chủ lực vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược, vũ khí, khí tài, đóng góp sức người, sức của cho các cuộc giải phóng dân tộc cũng như công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Gia đình cụ được nhiều năm liền công nhận là gia đình văn hóa. Bản thân cụ được các hội nhiều năm liền công nhận là hội viên mẫu mực. Do công lao đóng góp của cụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã tặng bằng khen cho cụ. Kính thưa các quý vị, cụ có 5 người con, 4 người con trai, 1 người con gái. Xong, người con trai cả và người dâu lớn của cụ đã trốn trần gian và trốn cụ về chầu tiên tổ. Còn lại, các con của cụ nay đã khôn lớn, trưởng thành, đều hề mỗi người một phần. Trai gái Thảo Hiền, dâu rể Thảo Ngoan đang tích cực công tác, lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh thịnh vượng. Kính thưa các quý vị, cuộc đời cụ Vũ Thị Đắc là cuộc đời người nông dân Việt Nam hiền lành, giản dị, một lòng theo Đảng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu thay mặt cho cán bộ và nhân dân cùng các ban ngành đoàn thể trong thôn lên có đôi lời kính viếng cụ. Xin trân trọng kính mời. Lời tiễn biệt cụ Vũ Thị Đắc của cán bộ và nhân dân thôn Lắc Trung Bắc. Hỡi cụ ơi, tiết cuối hè tí trời oi ả, thì bỗng rưng lại ngả sang râm. Lúa ngoài đồng cũng vừa mới xạ xong, nghe không khí tưng bừng phấn khởi. Vui là vậy, bỗng nghe tin nức nở, cụ đã ra đi về chốn vĩnh hằng. Vĩnh biệt thần gian, cụ về với tổ tông, nơi âm giới ngàn năm không trở lại. Với chúng tôi những bà con thân tình lối xóm, lòng dạ bàng hoàng thương nhớ cụ khôn nguôi. Kính nhớ cụ xưa, một con người nông dân bình dị, suốt cả cuộc đời chăm chỉ làm ăn, lúc bình thường cũng như lúc khó khăn, cụ vững dạ cùng gia đình xóm thôn khắc phục. Còn nhớ khi xưa một thời cực khổ, phong kiến đè đầu giặc giã xâm lăng, áo mặc chẳng lành, cơm chẳng có ăn. Rồi cách mạng bừng lên, vui từng xóm ngõ, theo Đảng ta đi giành lại chính quyền. Ruộng đất về ta xây cuộc sống vững bền, dồn từng bước cho đời ấm no. Cứ như thế,
Cứ như thế hướng tương lai thẳng tiến, ta xây gia đình, ta dựng lại non sông, trên khắp quê hương dọc bóng cờ hồng, để đến hôm nay có gia đình ấm no hạnh phúc, con cháu đề huề nảy lộc đâm bông. Cụ cũng thấy vui, vui lắm trong lòng, hẳn cụ ước giá cụ ông sống đến ngày nay nhỉ, thế mới biết cuộc đời là như thế. Dẫu khó khăn dâu bể gắng vượt qua, và đến hôm nay 90 năm dồn bước, với mỏi chân tròn tóc bạc trắng phong sương, và cũng phải chăng mệnh đã mãn đường, cụ thanh thản bước lên đường bát nhã. Thế là cụ đã đi về nơi tiên cảnh, gió thầm ru cờ rong trống rước xe đưa, để cho họ hàng con cháu sớm trưa nhớ hoài. Chúng tôi hàng xóm đưa cụ tiễn cụ bồi hồi nhớ thương, cầu xin Đức Phật mười phương tiếp dẫn bước cụ đưa đường đào nguyên. Ngàn năm cụ nhập chốn thuyền, chúc cụ yên giấc thảo nguyện thiên thu. Xin vĩnh biệt cụ, cán bộ và nhân dân thôn Bắc Trung Bắc đồng tiến kính. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu thay mặt cho gia đình hiếu chủ lên có đôi lời phát biểu cảm ơn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho ủy ban hội đồng nhân dân xã Quốc Tuấn, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh và ban quản lý hợp tác xã nông nghiệp, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể thôn Đắc Trung Bắc, kính thưa các tăng ni Phật tử chùa Vinh Ứng làng Đắc Trung, cũng như tất cả các cụ, các ông, các bà, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, bà con trong xóm ngoài làng. Hôm nay mẹ tôi 250 về với tổ tiên. Đối với anh em con cháu chúng tôi, đây là một tổn thất vô cùng lớn lao. Đau thương này thật là vô hạn, vì trong thời gian ngắn ngủi mẹ tôi đã tạ thế. Trong ngày đau buồn của gia đình chúng tôi hôm nay, anh em chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng của các quý vị đại biểu đã không hề quản ngại công việc bận mải đường xá xa xôi, đã về đây động viên chia buồn, dự lễ truy điệu và cùng tiễn đưa mẹ tôi về nơi yên nghỉ cuối cùng. Đây là một thể hiện tình làng nghĩa xóm. Điều này đã giúp cho anh em chúng tôi bớt đi được phần nào đau đớn mất mát. Vậy thay mặt cho gia đình, xin được chân thành cảm ơn tới tất cả các quý vị đại biểu. Và thưa các vị đại biểu, thế thì từ qua đến nay công việc gia đình chúng tôi bận mãi, tang ra bối rối. Vậy gia đình anh em con cháu chúng tôi có điều gì thiếu sót, xin kính mong các quý vị đại biểu nhiều thứ. Và cũng chỉ còn mấy phút nữa thôi, nó sẽ đưa mẹ tôi về nơi yên nghỉ cuối cùng. Vậy thay mặt cho gia đình, kính mời các quý vị đại biểu cùng anh em con cháu chúng tôi cùng nhau chung sức chung lòng để đưa mẹ tôi về nơi yên nghỉ. Sau khi đưa mẹ tôi về nơi yên nghỉ cuối cùng, mồ yên mả đẹp, xin kính mời các quý vị đại biểu trở lại gia đình chúng tôi xơi trầu xơi nước, để anh em con cháu chúng tôi có được đôi lời cảm tạ. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị, một lần nữa thay mặt cho ban tang lễ và gia đình hiếu chủ, chúng tôi xin ghi nhận tất cả những tình cảm sâu nặng, nghĩa cử cao đẹp của các vị đã dành cho của các quý vị và nhân dân đã dành cho gia đình, thể hiện qua tình cảm nét đẹp tình làng nghĩa xóm bằng cả tình thân sâu đậm, vật chất hương hoa, lễ vật
niệm Phật, tụng kinh, cầu khẩn cho chân linh của cụ về nơi an lạc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đội nhạc tang, trống hiếu, âm thanh, ánh sáng, nhà chùa Linh Ứng, hồi quy của làng, đội nhạc kim, biển vàng, xã Thị Liên, huyện Thái Thụy, bộ phận trì huyệt, bộ phận hậu cần, bà con trong xóm, các con cháu, họ hàng của gia đình đã nhiệt tình phục vụ trong những ngày qua trong việc tổ chức đón tiếp, không tránh khỏi khiếm khuyết. Ban tổ chức tang lễ và gia đình hiếu chủ kính mong được các quý vị lượng thứ. Cháy về trời, lá rụng về cội, mưa rơi về nguồn. Mà sao nước mắt trào tuôn, mẹ đi để lại nỗi buồn quạnh hiu. Còn giây phút nào ngậm ngùi, nghẹn ngào, xót xa bằng giây phút tiễn mẹ yêu lần cuối cùng trong đời. Của những đứa con nói không ra lời, kêu trời không thấu. Chỉ những giây phút ấy, những người con mới cảm thấy thấm thía nỗi đau mất mẹ. Không còn mẹ trên cõi đời, không còn mẹ bên cạnh. Có khóc không bao giờ còn mẹ lau nước mắt cho. Lúc muộn phiền không còn mẹ chia sẻ buồn an. We'll be right back.
bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị dàng, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mơn mát êm như sao diều dắt ra, nắng mưa xóm chiều vui cùng tiếng trẻ thơ, thương con thao thức bao đêm trường, con đài yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao, thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội réo cho mưa gió không quạng thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạn hai đau buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến
ngọn gió hát câu ly biệt, về cùng nhau về chốn hư không. Ngày mưa hay nắng cháy, đời vui hay khốn khó, mẹ xưa chia sớt cùng tôi.
khi đến gần Huyền, trong giây phút đau thương nặng nề này, con cháu muốn níu giữ cố quan tài từ từ đi xuống Huyền. Thiên thu vĩnh biệt là đây. Ơi trời cao lồng lộng, ơi đất dày thẳm sâu, sống nhờ đất, chết lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở. Và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp nên phần mộ, chúc người yên giấc mộng say. Nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương. Cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Làm con phải